Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. Có đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết lời người làm chứng về tôi là lời chứng thật. Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. Nhưng phần tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan. Đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành. Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Chúa Cha đấng đã sai tôi, chính người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan người. Các ông đã không để cho lời người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào đấng người đã sai đến. Các ông nghiên cứu Kinh Thánh vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời, mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống. Tôi không cần người đời tôn vinh, nhưng tôi biết các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được? Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-xê, người mà các ông tin cậy. Vì nếu các ông tin ông Mô-xê, thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi vì ông ấy đã viết về tôi. Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói? Kính chào ông bà và anh chị em, hôm nay là ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ tư mùa chay. Chúng ta thấy ở trong đời sống của chúng ta, lời chứng là rất quan trọng. Người làm chứng và lời chứng, lời đó thì xác thực và chính xác. Hôm nay Chúa Giêsu nói với những người Do Thái rằng không chỉ Gioan, nghĩa là Gioan Tẩy Giả đó, làm chứng về Ngài. Ngài là đấng được Thiên Chúa Cha sai đến. Ngài là đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng với nhân loại. Ngài là đấng Mêsia. Nhưng mà chính các công việc Ngài làm, chính những việc Ngài làm nhân danh Cha của Ngài, những công việc đó làm chứng về Ngài. Vâng, kính thưa ông bà và anh chị em, khi chúng tôi đi làm đại phúc thì chúng ta thấy rằng mình cứ nói đến ơn Chúa chung chung, nhưng mà có những cái ơn lạ lùng, có những người làm chứng thì chúng ta sẽ thấy cái ơn đó một cách cụ thể, chúng ta dường như là đụng chạm tiếp xúc được. Cái đêm một tuần chúng tôi các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế đi làm đại phúc ở giáo xứ Đồng Trương thuộc giáo phận Bắc Ninh. Có người 5 năm, 10 năm, 20 năm bỏ xưng tội, bỏ rước lễ, bỏ cả tham dự thánh lễ ngày Chủ Nhật. Thậm chí có những người hơn 30 năm, gần 40 năm xa rời Chúa qua việc đón nhận các bí tích. Và những anh chị em đó trở về với Chúa trong tuần đại phúc, thì cả giáo xứ như là được thôi thúc, niềm vui và niềm phấn khởi tuôn tràn. Bởi vì hình ảnh của những anh chị em đó bây giờ họ công khai luôn. Họ nói tôi từ hồi cử hành bí tích hôn phối, bây giờ mới đi xưng tội. Họ cảm thấy có một niềm vui và họ nói với người khác như vậy. Và những người đó làm chứng thì quả thực là ai cũng thấy là ơn Chúa mình có thể đụng chạm. À đấy là ơn Chúa đây rồi, còn đâu nữa. Ơn Chúa đấy, ơn trở lại đấy.
đấy, một cách cụ thể, đụng chạm và tiếp xúc. Chúa Giêsu ngài đến, ngài làm cho người mù được thấy, kẻ điếc được nghe, kẻ què đi được, những người bệnh tật được khỏi, những người chết sống lại, xua trừ ma quỷ. Những việc ngài làm nhân danh Cha của ngài. Và kính thưa ông bà và anh chị em, Kinh Thánh nói rằng dấu chỉ của Đấng Mêsia đến thì làm cho con người được giải thoát khỏi tất cả những điều đó. Và chính hành động của Chúa Giêsu, việc làm của Chúa Giêsu, nhân danh Chúa Cha đó làm chứng rằng ngài là Đấng Mêsia, ngài là Đấng Kitô, ngài đến để giải thoát nhân loại, giải thoát mỗi người chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta trong đời sống đức tin, một cách nào đó chúng ta có thể đụng chạm được những lời chứng như vậy, để chúng ta xác tín rằng Chúa mà chúng ta tin không phải là một lý thuyết. Vị Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ ngài không phải ở đâu xa vời, nhưng mà ngay trong hoàn cảnh sống cụ thể của chúng ta, đôi khi là vất vả, đôi khi là có những đau khổ, đôi khi là có những sự tan vỡ, nhưng mà chúng ta được đụng chạm lòng xót thương của ngài một cách nào đó, ngài chữa lành chúng ta một cách nào đó, để chúng ta có thể cảm nghiệm một cách sâu xa về Chúa của chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô. Cảm ơn ông bà và anh chị em.